Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Phụ Tùng Riêng Xe Cúp nha. Hôm nay mình vừa mới đi chợ về, đây, có rất là nhiều đồ, rất đẹp luôn. Đẹp. Con gái làm gì? Đẹp. Bây giờ tháo được chưa? Cái đầu tiên muốn cho bạn coi là cái dè của đáp cho ly chưa mà mình chưa dùng mà thì đó thì nó cao quá, nó leo từ nó xuống tối mình đóng cửa cho phòng trên lại chứ phòng trên nó có chìa khóa có rút cái gì nó không có ra trên phòng trên cùng á hả? Rút ra đó bây giờ chị nhớ là nó không có ra luôn ra thôi. Chị nhớ là chị rút nào không? Lúc nào do mình mới chưa đúng thuốc mình đút nó nhiều ra nhé này thì nó xì rất là đẹp cái phòng trên đó là mình dành cho các bạn gắn xe Charlie với xe Dash nha. Ta là về sau nha. Cái này nó bắn không ta? Có bắn không? Còn đây là cái dây trước. Alo. Dạ báo rồi anh. Khoảng 10-15 ngày anh. Dạ, cái gì em báo lại cho. Đây, rất là đẹp, đây là cái dây trước nha. À, sáng tròn luôn. Sắt xi nóc nha, sáng tròn luôn. Nó còn cái bộ nhớt lên ta xét đó. Rửa sạch sẽ xong bọt lại. Đây, đây là về đát Charlie, đánh chung nha. Đén hả? Từ có gì mà đén. Đén là chọc rút. Mấy cái thanh nó còn ngon mà thơm nước thanh. Nó bị xét hết rồi. Xét làm chân đó. Mình thay cái đĩa sau này mà nó mục theo thời gian là mình sẽ bỏ tiền ra mình sửa. Còn bây giờ mình tán là mình thay mới lại. Người ta chịu. Thôi chơi rồi chơi cho tới đây. Đây là bẩn đập hộp trong thùng theo xe đẹp len keng không chạy xước nha. Đây. No. Bẩn dinh nha các bạn. Có hông số bên trong luôn à. Ba cái phía trên là 81-86, ba cái phía dưới là xe đèn vuông có đèn. Đây xe đèn vuông có đèn, thì xe đèn tròn và đèn vuông khác nhau ở chỗ
cái cổ cái hình vuông nó cao hơn miếng chỗ đây. Và phía dưới nó có đề ở đây. Nếu đèn vuông mà không đề thì nó mắc gấp đôi nha. Cái này cũng vậy, cũng mới hết. Lấy chỉ về được 6 cái thôi nha. Anh em nhanh tay mua lẻ. Hết hàng là không có đâu á. Nó cục hàng gần hơn 1 tháng rồi mới có đó. Quá đẹp quá. Ok, các bạn sẽ hỏi tại sao cái bẩn nó không có logo. Bẩn từ năm 89 trở về trước thì có cái cánh chìm ở đây. Xe sản xuất từ sau năm 89, từ 90 trở về sau không có cánh chìm ở đây. Nếu nó có cái logo cánh chìm ở đây thì ở đây nó sẽ có hai cái lỗ mặt đựng, nó hai cái lỗ. Các bạn không thể nào hàng lại các bạn sẽ thấy dấu. Nếu có cánh chìm ở đây nó sẽ có hai cái lỗ và nó có cánh chìm ở đây. Nếu có cánh chìm ở đây không có cái logo chìm, không có cái biểu tượng logo chìm ở đây. Giờ ở đây nó có con tem dán lên. Bẩn đời sau không có logo ở đây. Đồng nghĩa ở đây nó không có hai cái lỗ. Thì ở trên mặt bẩn này nè, nó có cái logo chìm. Đó, đó là sự khác nhau. Còn đối với dòng 88 FI đời sau, nó là cái bẩn kia. Nó giống vậy luôn nhưng mà nó có thêm con tem ở đây. Là bẩn FI. Còn ngoài ra là từ bẩn từ năm 89 đời sau. Bây giờ cái bẩn này chúng ta muốn có cái logo giống như bẩn đời đầu, nó có hai cách để cho các bạn lựa chọn. Một, các bạn lấy cái logo cũ các bạn đóng vô đây, mình có bán logo cũ. Cái thứ hai, lấy cái logo nhập mới đóng vô đây, bên mình cũng có logo nhập mới. Vậy thì chúng ta chọn logo cũ hay logo mới. Đóng logo cũ vô 300.000, đóng logo mới tiền gấp 3 lần. Nó rất là mắc tiền. Tùy tùy thay đâu. Thông thường thì mới, chúng ta đóng cái logo mới, đóng cái logo cũ nhìn nó không hợp cái bẩn. Còn tùy theo sở thích mọi người muốn đóng cái nào, tùy bên mình đều có hết nha. Logo cũ mới đều có hết. Đó. Bây giờ mình đang có 3 cái 81, 86 đẹp và 3 cái đèn vuông có đề custom đẹp. Còn ai muốn mua bẩn cũ rẻ hơn tí xíu, một chồng trên kia các bạn nhìn thấy sao, một chồng luôn nha. Đây. Ok, một chồng luôn. Và bẩn cũ nha. Bẩn cũ thì nó có giá cũ nó mềm hơn. Giá nó từ 800 triệu 2, triệu rưỡi, triệu 8. Còn bẩn mới thì mắc hơn nha. Đó. Còn các bạn mua thì các bạn qua trực tiếp các bạn lựa. Cái bẩn cũ nhiều cái lắm. Không biết cái nào chụp hình quay phim cho các bạn đó. Mình chỉ báo tình hình xưa như vậy. Còn các bạn mua đồ cổ tốt nhất lên tới cửa trực tiếp. Đừng có quên. Nó không hay lắm nha, mình cũng không thích. Dì Hấu đi đâu ạ? Đây. Đây là Dì Hấu. Rồi đứng xuống bà quay phim nha. Thế bà quay phim cho chú xong rồi bà quay phim cho con. Cậu Năm đâu? Bye bye cậu Năm đi. Hải. Em qua đây Dì Hấu ơi. Là cây bô thái gắn cho xe đam 78, gắn cho xe 67 xài chung hết luôn. Đây bô thái CM nha, này bô thái CM đừng lẫn lộn với bô trên thị trường, bô Việt Nam nha. Rồi cái bô trên thị trường á thì nó không CM nha. Rồi
đây là cái bô nó làm cái kiểu dành cho xe đam với 7-18. Thì đối với cái kiểu đam với 7-18 thì trên đây nó có chữ xanh cây. Ok. Và cái cổ ở đây nó nhỏ. Còn đối với bô 67 thì cái cổ ở đây nó dài xuống tới đây. Và đồng thời trên đây nó không có chữ. Còn ngoài ra bô Thái thì hai cây giống nhau, chỉ khác nhau ký hiệu. Đây là cây bô dành cho sáu quải. Đây, nó không có cái chữ gì hết. Đó, và cái cổ trên đây nó dài thôi. Đây. Thì đây là cây sáu quải. Còn bên đây là cây đan 78, còn đây là cây sáu quải. Hai cây giống nhau nha. Tức là nó sản xuất hai cây giống nhau, nó chỉ khác nhau bên ngoài. Tại vì cái kiểu nó khác nhau thôi, còn gắn chung được nha các bạn. Chứ không phải là sau 67 gắn đam đây gắn 67 không được đó. Chỉ có thằng này nó thêm cái chữ thôi, còn 78 nó thêm cái chữ thôi. Còn 67 nó không thêm cái chữ. Ở trong cái bô thì nó có cái ruột nha. Hai thằng này có ruột. Bây giờ cái nổ à. Tiếng nổ rất là nghe rất là êm. Cái bô. Im lặng. Chúng ta mới coi hai coi cái bô 78 với 67, bây giờ tiếp theo hai bô dùng cho ba cái bô dùng cho scoop. Ba cái này đẹp như mới luôn. Đẹp như mới luôn. Đi đâu ạ? Tụi con nhau ạ? Hả? Đi đâu ạ? Đi siêu thị rồi. Đi siêu thị mà đứng ra làm gì? Bảo nó hỏi là chú nó ốc sên. Ốc sên ở đâu đây mà ốc sên? Ủa? Ở nói là... Né nó quay. Đang quay lên Facebook. Ủa chú, chú nó ốc sên không chú? Cái gì? Chú nó ốc sên mà. Im lặng, né ra ngoài để chú quay. Chú ốc Facebook. Facebook chú khoe, chú tự sướng. Thôi đi. Đây. Chó này của chú không chú? Ừ, con chó của chú đấy. Đây là cái bô 50. Cái bô cấp 50 nha. Nào. Cái chó này thôi là cái bô 50. Đẹp tuyệt vời luôn. Đẹp len can luôn nha. Đẹp len can luôn. Cái này không dĩ. Tiếp theo nữa cũng một cây 50. Cây này nhỉnh hơn tí xíu, xấu hơn tí xíu. Một cây 9 điểm, cây 10 điểm 50. Cây này cũng len can luôn. Và cuối cùng giờ là một cây bô đời cao có dĩ chống nóng mà này cũng len can luôn. Đây. Con này thì không cần coi nha, ai mà biếu chụp hình coi là chắc té xỉu luôn á. Đẹp lắm, không có cần coi hình. Bà này không cần coi hình, thích gắn hay không thôi, có gắn nó chơi nổi hay không thôi. Đấy. Nhìn coi rất đẹp. Mấy con này mình sẽ không chụp hình nha, tại vì nó đẹp mướt hết, gần như mới. Cái lọ tùm lum ấy. Ok, như vậy là hàng của mình hôm nay chỉ có thế thôi. Hàng không quay gì nữa mà không khoe nữa, bỏ đâu rồi. Rồi, ok, mình kết thúc video tại đây. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi kênh video của Tùng Đi Xe Cúp. Các bạn hãy bấm vào nút đăng ký phía dưới để mỗi khi mình up video mới thì kênh điện thoại của bạn nó sẽ thông báo và các bạn sẽ kịp thời coi liền nha. Nhiều khi có món nào mới hấp dẫn thì chúng ta sẽ coi liền. Bên phải nó có cái chuông, các bạn nhấn vào cái chuông nha.
cái chuông đó là chấp nhận thông báo, mỗi khi mà có video mới nó sẽ thông báo cho bạn coi liền nha. Rồi xin cảm ơn tất cả các bạn, và các bạn có nhu cầu mua bất kỳ cái phụ tùng riêng xe cúp nào thì cứ liên hệ với mình nha. Xe cúp các bạn thiếu món nào cứ liên hệ với mình, có hết tất cả các chi tiết trên xe, thiếu món nào thì có hết nha. Rồi đồ 67 rồi đồ CD rồi thì bên mình cũng có một số chứ không nhiều, cúp là đầy đủ, nhưng mà 67 CD rồi Charlie rồi thì có một vài thứ thôi. Thì các bạn alo cho mình, cái nào có thì lấy cho mình, không nhiều bởi vì nó mình chưa nhiều, rất là nhiều. Rồi thì cảm ơn tất cả các bạn nha. Đây chúng ta sẽ coi siêu thị bình xăng. Đây là bình xăng độ nè. Bình xăng Honda 90 nè. Shop được ba cây bô này quá đẹp luôn, lan can luôn, đẹp là shop liền. Số 7 Charlie bình xăng con. Shop đồ ve chai, bán đồ cẩm lai. Mấy cái này mua nè, người ta mua về bán cho anh em cho số 7 ngon nè. Coi cái này được nè, chỗ đây nó hơi rỉ. Cái này, cái đây được nè nha, quất cái đây luôn. Của Charlie 81. Charlie 81. Chưa mang tới nữa. Sáng. Anh cứu giúp cái này ha. Ba cái bộ này là giúp rồi đó. Má trời ơi. Pha đèn này có cái dĩ ha, dĩ lọc nhìn ngộ ha. Này sao bãi quá đắp liều. Này nó chế bách cao à. Đây là cái dè của Dash nha. Rồi nóc gắn cho Charlie được nè. Liền nhỏ gắn bánh bự nè, liền lớn gắn bánh bự nè. Đây, ai muốn gắn bánh bự thì liền đây. Nhìn cái bánh bự đó, dạ của Quy.
gì anh hai?